Hello YouTube, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sinh Về Đây Cuộc Sống Ở Đức. Đến với nước Đức, bạn sẽ được đắm chìm trong không khí lễ hội trong suốt cả năm, với những lễ hội âm nhạc thâu đêm hay những chương trình xiếc nghệ thuật, tất cả đều mang đến cho bạn một không gian vô cùng hoàn hảo. Khi nhắc đến nước Đức, người ta sẽ nghĩ ngay đến nền giáo dục hiện đại, chất lượng bậc nhất châu Âu. Không những thế, nước Đức còn được xem là cái nôi hội tụ nhiều lễ hội truyền thống độc đáo, làm cho cả thế giới phải khâm phục và ngưỡng mộ về nền văn hóa truyền thống lâu đài và đa dạng phong phú. Giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu lễ hội nổi tiếng này nhé! Sau khi 30 phút chờ đợi, giờ thì là cuộc diễu binh bắt đầu. Nhiệt độ thường xuống đến âm 7 độ C khắp nơi trên nước Đức, với từng đoàn diễu hành tạo nên quang cảnh vui nhộn, xua tan đi những cái lạnh ngày đông. Với cái lạnh đầu tiên khi bước chân ra đường vào ngày lễ hội, đó là không khí náo nhiệt ồn ào sôi động, đầy âm thanh và màu sắc như các bạn đã nhìn thấy. Giờ thì các bạn cùng mình xem biểu diễn nhé.
bạn biết tại sao có những màn biểu diễn cũng như các cuộc diễu binh này không? Là vì trong tháng 2 này, ở thành phố mình sống sẽ diễn ra một lễ hội giống như những lễ hội truyền thống khác ở Đức, đó là lễ hội Carnival. Ở lễ hội này, các bạn sẽ có cơ hội được thoải mái thưởng thức đồ uống và nhảy nhót, khiêu vũ, hóa trang, nhặt kẹo. Thế thì hẹn các bạn ở một video sau, chúng ta sẽ tham gia lễ hội Carnival và đi mua đồ hóa trang. Giờ thì chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video sau. Nếu các bạn cảm thấy thích video này thì hãy bấm like hoặc subscribe cho mình nhé. Cheers!